Chào các bạn, đến với bài học đăng ký Zrent Education. Thì thông qua bài học này tôi muốn trình bày cho các bạn cách thức mà chúng ta đăng ký được tài khoản Zrent bản Ultimate thông qua Education. Cụ thể là nếu như chúng ta là giảng viên, chúng ta là sinh viên, chúng ta có tài khoản email mà chúng ta có đăng ký liên quan đến giáo dục thì chúng ta có thể sử dụng được cái tính năng này. Thì cái bản này nó sẽ đầy đủ hơn cái bản Community. Thì các công ty thì thường người ta sẽ dùng bản Ultimate, mà chúng ta là sinh viên, là giảng viên, chúng ta không có tiền thì chúng ta có thể làm theo cách này để chúng ta có được cái phần mềm Ultimate. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ vào link đó là zfriend.com/student. Thì chúng ta thấy đó là free for student ha, professional developer tool from zfriend đó. Tức là chúng ta vào link này ta để này ha, vào link này đó, website này nó có nút apply now, ta bấm vào nó này chưa, nó có rất nhiều phần mềm ở chỗ này đó. Để chúng ta có thể học bằng Java, PHP, Ruby, Python, JavaScript, Objective C, .NET vân vân. Này chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều cái tính năng trong này. Nè, tôi bấm vào app nào ha, thì nó sẽ ra cái màn hình phía dưới, tức là để ý này ha. Tức là trong cái màn hình student á, ta nhìn thấy chữ nút apply now không? Phía dưới nó rất nhiều cái công cụ ha. Giờ chúng ta sử dụng. Đó, apply now thì nó sẽ ra một cái màn hình để chúng ta lựa chọn. Ví dụ là chúng ta là sinh viên thì chúng ta sẽ chọn là I am a student ha. Ta là giáo viên thì chúng ta chọn là I am a teacher. Đó. Ta sẽ nhập vào cái phần name ha. Rồi email address này, ta nhập đúng email ha. Email này phải chính xác ha, tại vì khi chúng ta đăng ký là nó sẽ gửi cái thông tin kích hoạt cái email. Thì chúng ta nhập email xong, chúng ta bấm là apply for free products. Ta nhấn nó ha. Khi chúng ta nhấn vào như vậy thì nó sẽ gửi email cho chúng ta. Thì đây là màn hình email mà tôi chụp lại này ha. Họ gửi cho chúng ta thông tin này. Thì chúng ta thấy chữ là có một email ha, là Zrent Educational Pack Confirmation ha. Thì ta bấm vào Confirm Request. Thì nó sẽ ra một cái link, nó thông báo cho chúng ta là Configuration ha, you are been approved, tức là nó đã chấp nhận email của chúng ta đăng ký ha. Thấy thông báo này ha. Và sau đó chúng ta làm gì tiếp? Nó lại gửi tiếp email tiếp ha, thì chúng ta lại check email tiếp và nó yêu cầu chúng ta active ha, educational license. Ta tích vào nó. Tích vào nó thì nó ra cho chúng ta một cái link, một cái trang web. Thì trong trang web này chúng ta sẽ bấm vào cái accept ha, để chúng ta chấp nhận. Sau khi chúng ta bấm accept thì ta để nó sẽ thông báo cho chúng ta cái tài khoản ha, thì chúng ta nhập thông tin vào ha, first name, last name, username, password, repeat password, ta nhập đầy đủ thông tin ha. Ta tích vào cái I read and ha. Thì đây ta để ha, để nhập đầy đủ thông tin này. Tích vào agree ha, read and agree này, bấm submit. Bấm submit xong thì chúng ta sẽ có được một cái website tiếp theo đó là cái nút download. Ta để ha, ta để cái nhóm là Zrent Product Pack for Students. Thấy thì download không, ta bấm vào download. Thì nó sổ ra chúng ta rất là nhiều sản phẩm này, ví dụ là App Core, Silicon, Data Grid, Intelligent Idea, Ultimate. Ta bấm vào Ultimate ha. Hay là những em nào lập trình PHP thì chọn là PHP Storm ha. Lập trình Python chúng ta chọn PyCharm, vân vân, rất nhiều cái phần mềm nổi tiếng ở dưới này ha. Thì chúng ta để ý ha. Chúng ta dùng code link thì chúng ta sẽ tích vào cái nút download của cái Intelligent Idea Ultimate, bấm vào nào để download. Nó ra phiên bản nào là cứ tùy vào phiên bản mới nhất thôi ha. Thì nó có thể ra 2017 version 2 hay là 1.3 gì đó, cái này thầy chụp trước đó ha. Nếu như mà trong tương lai ra version mới thì nó cứ cứ ra thôi. Thì chúng ta bấm vào download ha, bấm vào download. Cái nào được ha, hai nút download ha, SE là chúng ta là zip, ta tải về. Vậy khi chúng ta tải về thì chúng ta để ý là nó sẽ có cái phần phần mềm ha, là có chữ U đằng sau là Ultimate, thì chúng ta cài đặt thôi ha. Giống như là trong cái phần bài học trước thầy đã trình bày sơ qua về cách thức tải và cài đặt công cụ lập trình đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái phần U đằng sau ha. Sau khi chúng ta tải về, chúng ta cài đặt thì đây là cái giao diện ha.
Thì cái giao diện của nó sẽ nhiều tính năng hơn so với bản Community à, cho nên chú ý này ha. Nhưng mà cái bản này chúng ta áp dụng cho những người có bản quyền này, hay là cho giáo viên này, cho sinh viên này. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có quyền dùng Community để chúng ta lập trình bình thường, tại vì đối với khoa Kotlin thì chúng ta chỉ cần lập trình được Kotlin là ok rồi ha. Còn chúng ta muốn các tính năng khác nâng cao hơn thì chúng ta sẽ dùng cái bản Ultimate này ha. Rồi, như vậy là tới đây thầy đã hướng dẫn xong cách thức mà chúng ta dùng tài khoản Education để chúng ta đăng ký, chúng ta tải được cái bản quyền Ultimate Intelligent Idea về để chúng ta lập trình ha, để giúp chúng ta có nhiều tính năng hơn trong cái công cụ lập trình này ha. Tức là nó cũng không cần thiết lắm ha. Nếu như là chúng ta học lập trình Kotlin thôi thì chúng ta dùng bản Community là đủ rồi ha. Nhưng mà nếu như chúng ta có những tính năng nâng cao hơn, chúng ta cần lập trình hơn, ví dụ là chúng ta lập trình thêm về JBoss, về J2M ha, rồi Android, hay là các tính năng khác, thì chúng ta nên dùng cái bản Ultimate tại vì nó đầy đủ hơn. Như vậy là tới đây thầy đã kết thúc. Chúng ta nhớ kiểm tra lại bài này. Nếu như chúng ta là sinh viên hay là chúng ta là giảng viên thì chúng ta mới quan tâm bài này ha. Tại vì chúng ta là giáo viên hay là sinh viên thì chúng ta mới có tài khoản email education chúng ta mới tải được, đúng không? Còn những người bình thường thì đâu có tài khoản đâu, cho nên chúng ta có thể bỏ qua bài này ha. Thì chúng ta chỉ dùng cái bản community là ok rồi. Rồi, chúc em thành công.